Sau đây là phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng để rót vốn đầu tư, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ. Đây là nhận định của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư vào các thị trường biên Asia Frontier Capital Việt Nam khi trả lời phỏng vấn tạp chí Forbes mới đây. Theo ông Andre Vogelsanger, các quỹ đầu tư rót vốn vào các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tại Việt Nam hiện không gặp nhiều sự cạnh tranh. Cổ phiếu các doanh nghiệp này cũng đang được thị trường định giá khá rẻ, thể hiện qua chỉ số PE mới khoảng 7 lần. Trong khi đó, PE bình quân của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam giờ đã là 14 lần. Những ý kiến chỉ trích thì nói các biện pháp hỗ trợ cho nền kinh tế của Việt Nam còn chậm chạp. Tuy nhiên điều này là bình thường thôi, vì tất cả chính sách cũng đều có độ trễ nhất định để phát huy tác dụng. Không có chính sách nào là hoàn hảo, nhưng Việt Nam đang cho thấy một chính sách tiền tệ và tỷ giá ổn định, lạm phát được kiểm soát. Sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam suốt giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 đã khiến 90% cổ phiếu tài sản thành phố và 70% cổ phiếu tài sản Hà Nội rớt giá mạnh. Tuy nhiên, đây lại chính là cơ hội cho các quỹ đầu tư bỏ vốn vào Việt Nam lúc này. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều lợi thế khác. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, người lao động có nền tảng giáo dục tốt hơn các nước trong khu vực, một lực lượng dân số trẻ sẵn sàng làm việc với mức lương thấp. Nói về nợ xấu, một trong những bận tâm lớn của giới đầu tư nước ngoài khi bỏ vốn vào Việt Nam, đại diện của AFC cho rằng e ngại này sẽ tự biến mất khi kinh tế tăng trưởng trở lại và thị trường bất động sản phục hồi. Trong số doanh nghiệp ngừng hoạt động 8 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì không tìm được đầu ra cho thị trường chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây là một trong những kết quả của khảo sát động thái doanh nghiệp 8 tháng đầu năm nay do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện vừa công bố sáng nay. Thưa quý vị, theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về động thái của doanh nghiệp 8 tháng đầu năm nay thì có thể thấy là tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp đã có sự cải thiện, thể hiện thông qua việc là các doanh nghiệp đã có sự tăng trưởng về doanh thu, tăng về cái nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do là lợi nhuận không đạt được như cái kỳ vọng vì chi phí đầu vào tăng. Một trong những cái nguyên nhân khiến các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động giải thể tăng cao trong 8 tháng đầu năm nay đó là việc không tìm được thị trường đầu ra cho sản phẩm. Nguyên nhân này chiếm đến 50% cái số lượng doanh nghiệp giải thể. Điều này cho thấy rằng là bên cạnh các cái khó khăn về nguồn nhân lực, khó khăn về áp dụng khoa học công nghệ, về quản lý sản xuất, thì việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm vẫn là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Theo các diễn giả, một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm đầu ra cho sản phẩm là do tổng cầu cho tiêu thụ sản phẩm cả nước giảm trong thời gian qua. Cái tổng cầu cho cái tiêu thụ sản phẩm giảm trong thời gian vừa qua, đó là do có thể là cái sự đột ngột để điều chỉnh cái giảm cái tổng vốn đầu tư của toàn xã hội, như các chị biết là từ 40% xuống còn có 30%, thì đây cũng là một cái sự giảm rất là đột ngột. Thế thì cái vấn đề này cũng là những cái mà về các cái chính sách đầu tư, đặc biệt là liên quan đến đầu tư công, mà trong cái chương trình tái cơ cấu của chính phủ đang đề ra, đang triển khai một cách rất quyết liệt, là cũng cần phải có được một cái đánh giá một cách cụ thể. Theo đại diện VCCI, nguyên nhân doanh nghiệp gặp khó trong tìm đầu ra cho sản phẩm còn xuất phát từ năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp. Ở một số những các cái thị trường, ví dụ như là thị trường công nghiệp, trong những ngành công nghiệp phụ trợ, thì cái năng lực của chúng ta về mặt sản xuất những cái sản phẩm mà để tham gia được vào cái chuỗi cung ứng là còn rất hạn chế. Một cái điểm khác nữa là cái thị trường nông thôn, thì tuy vậy thì cái kênh phân phối của chúng ta về những cái khu vực nông thôn nó vẫn còn có những cái điểm này điểm khác là nó chưa đảm bảo. Những cái mặt hàng của chúng ta thì sản xuất cái giá trị nó gia tăng nó không cao, nó có thể là mới so với doanh nghiệp nhưng nó lại không phải là mới đối với thị trường. Từ thực tế trên, các chuyên gia cho rằng để giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm hiện nay, trước hết doanh nghiệp phải nỗ lực đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, tiết giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành. VCCI cho biết cũng sẽ kiến nghị chính phủ xem xét vấn đề này để đưa ra giải pháp hỗ trợ hợp lý cho doanh nghiệp trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm nay, cả nước có 44,5 nghìn doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, trong suốt cả năm nay, các doanh nghiệp bất động sản cũng như người nước ngoài đều hào hứng với đề xuất nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà được đưa vào dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Thế nhưng, ở thời điểm quyết định trình dự thảo lên Quốc hội, thì những điều kiện này một lần nữa bị siết chặt, khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Chủ trương người nước ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam được thông qua từ năm 2008. Tuy nhiên, từ đó đến nay, mới có khoảng 200 trường hợp người nước ngoài mua được nhà, cho thấy điều kiện sở hữu này còn rất nhiều khó khăn.
Dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến trình Quốc hội vào cuối năm nay, ban đầu đã đưa vào quy định người nước ngoài cứ nhập cảnh vào Việt Nam là được mua nhà, chỉ cần chuyển tiền thanh toán thông qua tài khoản ở Việt Nam để tránh rửa tiền. Dự thảo này đã được nhiều doanh nghiệp bất động sản và người nước ngoài đón nhận. Thế nhưng bản cuối cùng để trình Quốc hội thông qua thì lại bổ sung điều kiện người nước ngoài phải làm việc, học tập và sinh sống tại Việt Nam, tức là phải có visa dài hạn mới được mua nhà. Nếu chúng ta mà thực hiện cái điều kiện cho người nước ngoài bắt buộc phải có điều kiện là đang học tập hoặc là đang làm việc hoặc là đang cư trú tại Việt Nam thì vô hình chung chúng ta đã đóng cửa cái chủ trương này. Nếu vậy thì chúng ta quay lại với cái luật cũ, mà luật cũ chúng ta đã biết rất là thất bại rồi. Mỗi một năm như vậy chừng khoảng 10-20 người nước ngoài mua nhà thì cũng như không. Thôi thà là ta đóng cửa nói là cấm người nước ngoài mua nhà cho rồi. Khi đặt vấn đề liệu có nguy cơ gì không nếu nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà, câu trả lời của các vị đại diện Hiệp hội Bất động sản đều là không, mà điều đó chỉ tốt hơn cho thị trường. Theo ông Lê Hoàng Châu, dự thảo đã có quy định không cho phép người nước ngoài mua nhà trong các khu vực quốc phòng an ninh, cũng chỉ được mua tỷ lệ nhất định trong một chung cư, một phường xã, tức là đã lượng hết mọi nguy cơ. Việc mở cửa cho người nước ngoài mua nhà và sở hữu nhà tại Việt Nam với những cái quy định mà có tính chất hệ thống trong luật nhà ở sửa đổi đó, thì hoàn toàn vẫn bảo đảm về vấn đề quốc phòng và an ninh. Cái vấn đề thứ hai là hoàn toàn việc người nước ngoài mua nhà không có cạnh tranh với đông đảo người thu nhập trung bình và thu nhập thấp trong nước. Đây là hai vấn đề cốt lõi, bởi vì chúng ta phải bảo đảm cái quyền có nhà ở của công dân Việt Nam là được thực hiện. Còn với ông Nguyễn Văn Đực, nếu so với việc cho phép hàng ngàn công nhân nước ngoài vào làm việc tại các dự án, thì việc để người nước ngoài bỏ hàng trăm ngàn đô la để sở hữu một căn nhà hoàn toàn không đáng phải lo ngại. Thật ra mà nói, cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam nó còn an toàn hơn cho công nhân nước ngoài vào. Công nhân nước ngoài vào nó có mang cái gì? Vui thì nó làm, buồn thì nó phá, nó có mất mát gì đâu. Tại sao chúng ta cho công nhân nước ngoài vào những dự án 5-3 ngàn, còn người nước ngoài mua vào một cái phường 500-300 người thì chúng ta lại lo sợ. Bán nhà cho người nước ngoài, đó chính là hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Bởi vì chúng ta thấy nếu chúng ta đem cát, đá, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, chúng ta xuất ra nước ngoài, giá đó là giá hàng nguyên liệu. Nhưng mà nếu chúng ta xây dựng thành một căn nhà thì nó là một cái thành phẩm, căn nhà đó vẫn tọa lạc trên đất nước Việt Nam, người ta không đem đi đâu được. Và cái tâm lý của cái người chủ sở hữu thì bao giờ người ta cũng nâng niu, người ta cũng là chăm sóc cái nhà tốt hơn là khi người ta thuê. Với tư cách là một người nước ngoài, ông Mark Towson, tổng giám đốc CBRE Việt Nam cho biết, ông đã rất mừng với những thông tin quy định được nới lỏng trước đó. Nhưng giờ đây, có thể mọi việc dường như đã trở lại như cũ và ông vẫn chưa biết thực hư quy định này ra sao. Hiện giờ tôi cũng khá bối rối và thất vọng. Tôi hiểu dân số Việt Nam rất đông, mà đất đai thì không có nhiều. Nhưng vấn đề là chính phủ cần phải rõ ràng về việc cho phép hay không, cho phép đến đâu. Cho dù luật có thông qua, thì tôi cũng không nghĩ là nhu cầu mua nhà ở Việt Nam sẽ tăng vọt. Theo tôi được biết thì cũng không có nhiều người dùng giấy phép lao động này để mua nhà. Cho nên điều quan trọng là quy định hợp lý, công bằng. Ông cũng cho rằng việc mở cửa cho người nước ngoài mua nhà sẽ tác động đến thị trường bất động sản, nhưng cần biết chấp nhận các mặt tốt và mặt chưa tốt của nó. Một ví dụ vui về giải ngoại hạng Anh, chúng tôi cho phép các cầu thủ ngoại đến chơi cho giải ngoại hạng, và điều đó đã khiến giải này trở nên hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng việc có nhiều cầu thủ nước ngoài cũng ảnh hưởng đến lối chơi của bóng đá Anh, và chúng tôi chấp nhận điều đó. Trở lại với các doanh nghiệp Việt Nam, ông Lê Hoàng Châu khẳng định, việc cho phép người nước ngoài mua nhà một cách thông thoáng là phù hợp với thông lệ quốc tế. Về mặt dài hạn, khi chúng ta cho người nước ngoài mua nhà một cách thông thoáng, thì chúng ta đã thực sự hội nhập vào trong nền kinh tế của thế giới, và cái việc đó nó phù hợp với cái thông lệ quốc tế. Nó giống như là một sự cam kết của nhà nước chúng ta đối với các nước rằng Việt Nam giống như ở các nước trên toàn thế giới, chúng ta vẫn mở cửa cho người nước ngoài vào để mua sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Liệu tiếng nói của các chuyên gia trên cơ sở phân tích vấn đề một cách thẳng thắn vừa rồi có thể giúp thay đổi bản dự thảo luật nhà ở trước khi Quốc hội thông qua vào tháng 12 tới hay không? Câu hỏi này vẫn còn để ngỏ. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần 2 của bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính. Hôm nay giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 5 tháng.
Chuyên gia cho rằng doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam dễ mất cơ hội vào tay doanh nghiệp nước ngoài là do thiếu liên kết.